Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình. Hôm nay thì mình đang có đây là con game Kawin, một con game bài đổi thưởng khá là ok. Nó thì ra mắt được hơn một năm rồi, nhưng mà mình thì mới chỉ chơi lại, trở lại nó tầm một tháng gần trở lại đây thôi. Ấy, thì đợt trước là mình có chuyển hướng qua là chơi mấy cái con game tài xỉu kiểu các thứ ấy, nhưng mà bây giờ mình lại quay trở lại với con này thôi, mình nhớ lật bài quá. Nhưng mà chơi lật bài thì cũng ok. Nên là ok, mình làm mấy tay lật bài nhá. Hôm nay thì mình có vốn ở đây là 693.000. Chắc là mình sẽ cố gắng lên được tầm 2 củ nghỉ đẹp anh em ạ. Thì nó cũng gọi là bòn bòn một ít thôi, chứ không kiểu là kiếm gì nhiều ấy, kiểu là bòn thôi anh em ạ. Thì cái cách mình chơi lật bài ấy, thì rất là bình thường thôi. Nói chung là như mọi người thôi. Thì mình cũng chỉ chủ yếu là mấy tay đầu ấy thì mình sẽ đánh cái tiền mà tiền gọi là cái tiền lẻ ấy, anh em, tiền lẻ trong cái vốn ấy thì mình kiểu mồi thôi đấy, mình mồi thôi đấy. Sau đến tầm những cái tay mà tầm lên 50 gì đấy là bắt đầu kiểu focus lên để lượm tiền, kiểu ôi rồi nãy giờ mồi mà hết 90.000 rồi, ok làm tay bắt đầu chuyển lên tay 50 đi. Đấy, nó huỳnh nhá, ok xuống này, lên này, đen một phát lượm tiền này. Nó không cho để lượm tiền anh em ạ, lên này, xuống này, xuống phát nữa lượm tiền này. Thì cái câu nào mà mình kiểu chốt kiểu để lượm tiền ấy thì nó lại không cho ăn. Khổ thế chứ lại. Xuống phát nữa này, xuống phát nữa lượm tiền. À không, bây giờ thì không được nói là để lượm tiền nữa. Mà mình cứ chơi như bình thường, mình thấy khi nào nó lên nhiều thì mình nhận là đẹp. Ok, hai lốp nhận được này. Tay này ngon này, ok ba lốp nhận được này. Đen này, lên này, xuống này. Ui rồi ôi tiếc chưa, tay vừa rồi lên được 300.000 rồi mà không chịu nhận, tiếc vãi. Nói chung là nãy giờ tí nữa thì nếu mà về ri nữa thì mình sẽ ấn lên nhá, tại vì ri thì có cảm giác là lên khá là cao. Xuống này, lên lượm tiền. Mẹ, hồi nãy là 10 xuống thì nó lại lên, mà giờ mình lên thì nó lại xuống. Xuống lượm tiền. Ngon. Hiện tại thì vẫn đang chưa bị lỗ anh em nhé. Nhưng mà đánh cái tay 100k thế này thì cái tỷ lệ bị thua cũng rất là cao đấy. Nên là cứ bình tĩnh thôi. Đấy, nhưng đặc biệt là những cái file mà 9 ra 9 thế này thì cực kỳ khó đỡ, lên tay 2 lốp xem nào. Đen, lên, xuống, lên, lên phát nữa, xuống, nhận đã nào. Xuống này, lên này, lên phát nữa lầm tiền. Yes sir. Ok, đang hòa vốn nhá, đang hòa vốn mọi người nhá. Ui tiếc chưa, quả 5 xuống khó thế. Ok, vẫn đang giữ được cái mức hòa vốn nhá. Nói chung là chỉ cần một cái đoạn bứt phá thôi, ăn tầm 3-4 tay liên tiếp là nó vươn lên được à. Cố gắng nào. Đây rồi, tay này đẹp này. Ok, lên lại 7 lốp nhá. Ấy, cái vùng mà 7 lốp nó cứ luẩn quẩn đi luẩn quẩn lại, nó không cho mình bứt lên hẳn được một lần. Xem, mình chỉ cần bứt lên được một lần thôi là mình sẽ vượt lên được, mình sẽ bứt lên được tầm 3 tay tiếp theo thôi. Xuống phát lượm tiền, ok ngon. Ấy, cái tầm này bắt đầu dễ chơi hơn rồi. Nên nói chung là focus vào cái vốn mà 2 củ thì cái tầm này thì nó dễ hơn rồi. Ôi dồi ôi, cũng chưa gọi là dễ đâu, chưa chắc đã dễ đâu. Đen phát lượm tiền. À, mình không được nói là lượm tiền. Một mờ đổi cho video dài à? Thôi, video này là quyết tâm lật bài thôi, chứ không là đổi qua đổi lại nữa. Ê, nói chung là nội dung thì rõ ràng luôn, lật bài. Lật bài từ 600k lên 2 củ. Ngon. Lên này, xuống lượm tiền. Ok, sắp được rồi anh em ơi, chỉ còn mỗi 3 lốp nữa thôi là mình đã hoàn thành mục tiêu rồi. Mong là mình chân cứng đá mềm vượt qua được thử thách nhá. Lên lượm tiền. Ngon. Ấy, bây giờ thì cái mốc này chỉ còn mỗi 30k nữa thôi. 30k thì mình chơi lại, hạm lại cái tay nhẹ nhàng lại nhá. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là khi mà anh em hạm lại thì nó biết cái ý đồ của anh em là gì, nghĩa là nó hiểu được là ừ thằng này nó hạm lại là thằng này chỉ có muốn lên đủ bao nhiêu đấy để rút thôi.
ấy, nên là nó bắt đầu hút lại, nên là mình cứ chơi lên, chơi tới bến đi anh em, cứ chơi cái tay to vào, cứ sợ cái gì, lên lượm tiền này, ui rồi ôi, lên lượm tiền này, ui rồi ôi, lại bắt đầu xuống rồi. Cái con đường mà lên hai củ sao nó trông gai vậy trời. Tôi biết thế thì ôi đây 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 rồi, biết thế thì hồi nãy là 900 mà 970.000 rút luôn đấy đấy. Tay này bắt đầu hạ xuống là nó bắt đầu đéo cho ăn nữa, rất là hài luôn. Thì kiểu như kiểu mình kiểu cứ muốn là như thế nào là nó không cho nó luôn ấy, xuống làm tiền cày thế à, ba lốp đây đấy. Khi mà mình vội là bắt đầu nó cho cút luôn. À đây 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 đây, chưa cút chưa cút chưa cút. Xuống này, lên này, năm lốp đi, hơi hơi bực cái đấy. Đây rồi, ok, hoàn thành mục tiêu anh em nhá. Ok, nói chung là với mình thì 600k lên hai củ mà mỗi ngày đều như thế thì mình cũng thấy là nó cũng dễ thôi, kiểu không phải là quá khó đâu. Thì ok, video mình đến là kết thúc. Nếu anh em thấy hay cho mình một like, một subscribe và ủng hộ thêm, đăng ký kênh để ra thêm nhiều video nữa, ủng hộ thêm nhiều video của mình nữa nhá. Và bye bye, chúc anh em một ngày may mắn nha. Bye bye anh em nhá.